Chú chó gặm cục sạc dự phòng khi chủ vắng nhà. Vài phút sau, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Sở cứu hỏa thành phố Tulsa ở bang Oklahoma, Mỹ, ngày 7 tháng 8 đã thông tin về một vụ cháy nhà do nổ sạc dự phòng, mà nguyên nhân xuất phát từ thói quen nhai gặm của vật nuôi trong nhà. Đoạn video cho thấy con chó màu trắng nằm trên đệm, gặm cục sạc di động, bên cạnh là một con chó nâu và một con mèo đen. Sau nhiều nhát gặm, cục sạc phát nổ, khiến con chó trắng giật mình nhả sạc và chạy ra khỏi đệm. Chiếc đệm bốc cháy chỉ sau vài giây, cả ba con vật đều trốn thoát an toàn qua cửa dành cho chó. Ngôi nhà bị hư hại, không có thiệt hại về người trong sự việc. Kết cục có thể tồi tệ hơn nhiều nếu không có lối thoát hoặc nếu gia đình đang ngủ vào thời điểm đó. Phát ngôn viên Andy Liddle nói, căn nhà bị hư hại nghiêm trọng do vụ hỏa hoạn, khiến sở cứu hỏa Tulsa phải cảnh báo đến người dân Mỹ trên toàn quốc về trường hợp cháy sạc dự phòng này. Theo phát ngôn viên, lithium ion có thể thải ra khí độc khi phát nổ, nên người dân cần để xa tầm tay trẻ em, vật nuôi, cũng như tái chế và sử dụng đúng cách theo hướng dẫn an toàn. Pin có thể phát nổ vì nhiều lý do như thiết bị hỏng, nhiệt độ quá cao, sạc quá mức hoặc dùng bộ sạc không tương thích. Tôi chưa từng tưởng tượng đến trường hợp chó cưng nhai gặm làm sạc phát nổ, ông Liddle nói. Năm 2023, giới chức New York xác định nguyên nhân của loạt vụ cháy chết người ở thành phố là do pin lithium. Là do pin lithium ion cung cấp năng lượng cho xe đạp điện. Theo cơ quan quản lý cứu hỏa Mỹ, pin lithium ion gia dụng không được để ở môi trường có nhiệt độ dưới mức đóng băng hoặc trên 45 độ C. Cục hàng không liên bang khuyến cáo sử dụng nước chứ không phải bình chữa cháy để dập lửa pin lithium ion. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.